khi sửa soạn bước ra đường. Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ gặp được Mr. Right của cuộc đời mình chưa? Hành trình đi tìm hạnh phúc của mỗi cô gái luôn phải đi qua những chặng đường rất dài. Trên con đường đó, bạn sẽ gặp vô số các chàng trai với những cá tính khác nhau. Vậy thì tiếp chàng trai như thế nào sẽ là vừa vặn với bạn nhất? Thay vì làm một chương trình review về cảnh đẹp và món ăn ngon, tại sao chúng ta không thử cùng trải nghiệm và khám phá tính cách của các chàng trai quanh mình? Có thể là một chàng trai trong giới nghệ thuật, cũng có thể là một doanh nhân, một anh thợ cắt tóc chẳng hạn. Nhưng hãy nhớ, đây chỉ là một chương trình trải nghiệm hẹn hò thôi nha. Ai sẽ là gu của bạn? Ai sẽ là mỗi người thích hợp với bạn nhất? Hãy cùng đón xem Có Hẹn Cùng Miu nhé! Chào mừng các bạn đang đến với tập đầu tiên của chương trình Có Hẹn Cùng Miu. Đây là chương trình thực tế hẹn hò giả định bao gồm nhiều series. Mỗi series sẽ là một khách mời khác nhau. Và ở mỗi tập, Miu và người bạn khách mời của mình sẽ tham gia những trải nghiệm cùng nhau trong 3 ngày để tìm hiểu và khám phá tính cách của đối phương. Khách mời tập 1 sẽ là một chàng trai vô cùng đặc biệt. Anh ấy năng động, vui tính và rất nhiều trò. Bật mí một chút, đây là một chàng trai làm nghệ thuật, nhưng không phải là diễn viên, mà là một ca sĩ. Nào, các bạn có đoán được anh ấy là ai chưa? Xin chào tất cả mọi người, mình là Chi Dân. Và hôm nay thực sự là rất là vui khi được ekip mời đến tham gia chương trình mang tên là Có Hẹn Cùng Miu. Ban đầu Chi Dân cũng rất là bất ngờ tham gia chương trình này thì ekip yêu cầu là Chi Dân phải chủ động làm tất cả mọi việc giống như tính cách và đời của Chi Dân luôn. Hiện tại thì đang có mặt tại Đà Lạt, đang ở trong một cái quán cà phê rất là đẹp, phong cảnh rất là hữu tình và lãng mạn. Trong khi chờ đợi thì chúng ta sẽ nói xấu đôi điều về Miu. Bạn này trông vẻ bề ngoài rất là nữ tính, bánh bèo, nhưng thực sự bên trong bạn ấy rất là men. Tuy là phụ nữ nhưng mà sở thích thì rất là giống với mình. Đó là chung sở thích là đam mê về xe. Hiện nay thì mình đang là người độc thân vui tính, cho nên mình sẵn sàng trải nghiệm cái chương trình này. Ban đầu Chi Dân cũng bất ngờ và cũng lo lắng nhiều lắm. Tại vì là không biết là cái tính cách của mình như thế này thì có làm được việc gì hay là tạo nên một cái dấu ấn gì cho Miu hay không. Oh. Hello. Người đẹp đã đến. Đây, tặng cho Mập hoa hoa thật là đẹp. Trời, nhân ngày đầu tiên gặp nhau tại thành phố Đà Lạt. Coi như đây là một cái món quà ra mắt. Thì đầu tiên hai đứa gặp nhau tại một cái nơi thật là xa. Và cái nơi này là một cái nơi mà hai đứa đều rất là thích và rất là đẹp nữa. Cái cảm giác gặp lại nhau trên Đà Lạt thì lúc đó thì Du cũng thấy hơi ngại ngại, tại vì chưa biết bắt đầu câu chuyện từ đâu hết. Nhưng mà cái bó hoa đó thì nó gắn kết hai đứa lại hơn một chút. Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia Có Hẹn Cùng Miu. Thật ra thì khi mà Miu chọn anh Chi Dân là khách mời cho tập đầu tiên á, tại vì Du là một cô gái nhìn như vậy thôi, nhưng mà thật ra là rất là thích cái nguồn năng lượng, năng động, vui vẻ và hài hước. Lúc đó thì Du nghĩ ngay đến anh Chi Dân, tại vì trong ấn tượng của Du á, thì anh Chi Dân là một người anh rất là năng động và luôn mang tiếng cười đến cho người khác. Mọi người khán giả chắc chắn là cũng sẽ rất là tò mò là khi mà hai người nghệ sĩ có một cái buổi hẹn ở ngoài thì họ sẽ đi đâu, họ sẽ làm gì và họ sẽ nói với nhau những cái câu chuyện gì. Thì ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm là Chi Dân và Miu khi mà có hẹn thì mình sẽ đi đâu, và mình sẽ nói câu chuyện gì với nhau, mình có hợp nhau hay không, mình sẽ được thoải mái khám phá tính cách của nhau. Thứ nhất là hai người có chung sở thích nè. Hai người đều có cái tính nhây nhây giống nhau nè. Và rất là thích ăn uống, nói chung là nhiều điểm giống nhau lắm. Đưa tay đây giống nào. Như là mãi bên nhau bạn nha. Đưa tay đây là mãi bên nhau bạn nha. Chào mừng tham gia chương trình của em. Tại sao lại là Đà Lạt à? Sao mình không hẹn nhau ở đâu đó Sài Gòn cho nó tiện anh ha? Sở dĩ anh chọn Đà Lạt là tại vì Đà Lạt là một cái thành phố anh rất là thích. Mỗi khi anh buồn hay là anh vui hay là anh như thế nào anh đều chọn Đà Lạt là cái điểm đến của anh. Và anh thấy Du cũng có một cái điểm giống anh chỗ này. Anh thấy Du cũng thích Đà Lạt cho nên là anh chọn Đà Lạt. Sao anh biết là Du thích Đà Lạt? Tại vì anh thấy Du chụp
ảnh hay là check in đều ra Đà Lạt. Một tháng như đi Đà Lạt đến 3 lần. Một tháng như đi Đà Lạt đến 3 lần. Thì cái ý tưởng mà đi lên Đà Lạt quay á là đến từ bạn Chi Dân. Tức là ảnh nghĩ là Du thích Đà Lạt và anh nghĩ là ảnh cũng thích Đà Lạt. Thế thì hai đứa mình sẽ lên Đà Lạt. Và nó nói một phần nào về cái tính cách của ảnh á. Tức là ảnh là một người ảnh thích cái gì, ảnh thích nghĩ cái gì thì sẽ làm ngay cái điều đó. Tại vì biết đâu được qua mất cái cơ hội này thì cả hai đứa mình sẽ không có một cái cơ hội nào để có thể đi Đà Lạt và trải nghiệm cùng nhau. Bình thường anh có hay tặng hoa cho con gái không? Đôi khi thôi. Ví dụ như 20 tháng 10 hay 8 tháng 3 gì đó thì mới có dịp anh tặng. Vậy chắc cũng lãng mạn ha. Đó là một cái dịp tình cờ thôi. Nhưng mà nếu mà Chi Dân có chủ đích với một cô gái nào đó thì Chi Dân sẽ mua hoa để Chi Dân tặng ngay lần gặp đầu tiên. Tại vì anh thấy em cũng men đó. Tại vì anh thấy em cũng men đó. Em men hả? Ừ. Cho nên là anh nghĩ là tặng hoa hồng cũng hợp với em. Hồi đó giờ lần đầu tiên có người con trai nói em men luôn á. Thì em bề ngoài em là mong manh như vậy thôi, nhưng mà tính cách bên trong em rất là đàn ông. Hồi đó giờ chưa bao giờ ai nói với mình là có cái tính đàn ông ở trong người hết. Thì đây là lần đầu tiên có một người con trai nói với mình như vậy. Lúc đó mình cũng hơi bất ngờ. Nhưng mà mình cũng thực ra đôi khi mình cũng muốn tự khám phá bản thân mình là mình có cái gì để mà người ta nói như vậy. Bản thân mình cũng đang muốn tự khám phá mình. Phụ nữ thì thường người ta sẽ thích là nội trợ. Người ta thích nấu ăn, em thì không có thích. Thêm một cái sở thích đó là người nào, người phụ nữ nào mà có cái sở thích xe là có cái tính đàn ông ở trong đó. Em là một người có cái cá tính rất là mạnh đó. Đâu, em sợ tốc độ lắm. Ai mà chạy xe nhanh một xíu là em bị chóng mặt. Thật sao? Thì sợ. Anh nghe cái tin đồn em thích tốc độ ở đâu đó. Vậy hả? Sao hôm trước anh nghe ai nói mỗi lần mà ngồi trên xe á mà được em chở nha, bật một bản nhạc rap là em bắn rất là nhanh luôn á. Trời ơi, ai đồn vậy? Ai đồn ác ý quá à. Giờ thì mình gặp nhau ở quán cà phê ngay tại Đà Lạt rồi á. Em đang lãng đi chuyện khác chứ vậy. Mình nên về mình homestay, mình lấy phòng đi anh. Mình đừng có bàn về chủ đề tốc độ gì ở đây nữa. Ôi giờ chưa gì về lấy phòng hả? Đây làm cái gì? Thì bây giờ lên. Ôi sao không đi chơi đi, tự nhiên giờ đi lấy phòng. Trời, tự nhiên đủ đi vô trong đó làm cái gì vậy? Kỳ bậy bạ. Bậy bạ. Ghê quá. Em đi ghê quá. Anh ghê quá. Chắc tôi chết. Đi về cất đồ ở homestay. Thà vậy. Chứ đừng có rủ anh về homestay nha. Ok, đi nè. Cất đồ thì được. Rồi. Chịu bó hoa nha, kỷ niệm. Thank you. Đây đúng không? Đúng vậy. Homestay mà em đòi về là đây đúng không? Đúng vậy. Leng keng. Đây là nơi ở thân thuộc với em. Cái chỗ này là cái chỗ mà em hay check in, là em hay chụp ảnh ở đây cái gì? Đây là nơi em trốn đời và trốn người. Đây đẩy vô cô kêu leng keng nha. Leng keng. Ủa sao nó không kêu leng keng vậy? Tự nhiên á. Đó, kêu leng keng, đó cái miệng em kêu đó. Rồi đây nữa nè. Leng keng. Đừng có phá của người ta. Quậy cứ quá. Tự nhiên như nhà mình đi. Ok. Mời em đến homestay của anh. Homestay của anh luôn rồi hả? Đi đường của anh. Anh đừng có phá cây của người ta. Cây này em trồng đó. Ai trồng? Em trồng. Chủ nhà là trồng. Đừng có quậy xúc cái bông. Thơm quá. Ông này ông phá ghê luôn á. Mạnh giỏi nghe. Đừng có phá cái cây của em. Mạnh giỏi nghe. Xì ghê á. Đi vô đây đi. Mình sẽ pha trà cho bạn uống. Đây là phòng trà của mình. Phòng trà. Không, thật ra là phòng trà của bạn mình. Cứ coi như là của mình. Ủa sao đắng quá vậy? Trà mạng. Anh nhát là anh không quen uống trà. Bình thường anh hay uống gì? Bia rượu hả? Anh uống cà phê sữa nè. Ừ. Sữa tươi nè. Ừ. Nước cam nè. Ừ. Uống suối nè. Chứ không uống trà. Nếu mà trà thì anh uống trà đường thôi. Anh không uống trà được đúng không? Dẹp qua đây. Wow. Đen với trắng, anh chọn màu nào? Bánh tù xì có ai ra trước? 1, 2, 3.
À, anh thắng là anh chơi trước à? Anh chơi trước á. Nhường nhanh được chứ. Em thắng rồi nè. Em thắng chưa? Em thắng rồi. Em thắng rồi, đúng rồi. Một đường nè, hai đường nè, đúng không? Đâu chặn đường nữa đâu, tại hai đường rồi. Thấy thua tôi chưa? Cho hồi không? Cho không, hồi được. Không, lớn, ai chưa hồi. Thôi lỡ rồi thua rồi, phải chịu, phải chứ sao vậy? Đúng rồi. Ý kiến gì vậy? Rồi. Dạ chị. Dạ chị. Hôm nay chị thắng em là do chị may mắn mà thôi. Em không khâm phục nước cờ này, coi như không tính. Không chịu đâu. Anh phải nghiêm túc đi chứ. Anh thua mà. Em nói lại, rồi em nói lại nguyên. Nè, lại nè. Dạ chị, ngày dạ hôm, chị, nay, hôm nay nước cờ của anh chị thật cao minh. Em bái phục. Em bái phục thôi. Xong rồi bái một cái nghe không? Rồi lại nè. Dạ chị, ngày hôm nay chị thắng em. Chị thắng em cũng là nhờ chị may mắn mà thôi. Nước cờ này em không bái phục. Cười. Em không bái phục. Ông xàm quá à. Ông xàm quá à. Bây giờ mình sẽ có thử thách khác dành cho bạn vì cái tính lương lẹo của bạn. Thử thách gì ạ? Bây giờ trước khi nói thử thách là mình sẽ nghĩ ra hình phạt trước nè. Và nếu như mà ai thua trong cái thử thách này thì sẽ bị phạt nấu một bữa ăn thịnh soạn cho người kia ăn và thưởng thức. Nấu ăn này chắc mình thắng thì mình thua không ham dám ăn đâu. Trò này mình thua cũng được. Ủa bạn sao vậy? Hả? Thôi bây giờ cứ chơi thử đi ha, hên xui. Thử thách này là thử thách gọi điện thoại cho một người bạn thân trong giới để nói xạo là đang hẹn hò với Miu. Cái thử thách đó thật ra là do Du nghĩ ra. Tại vì Du hay xem mấy cái show thực tế, Du thấy mọi người hay có cái trò thử thách là thử thách gọi điện thoại về cho một người thân và một người bạn gì đó của mình để thông báo một cái tin fake để xem coi là mình có dụ được cái người bạn hay không. Thì Du thấy coi mấy cái đó Du thấy cũng vui vui. Những cái thử thách mà gọi điện cho người thân này kia hay là bạn bè thì Du Giang đã thử rất là nhiều lần rồi. Cái xác suất để người ta tin nó khó lắm, cho nên là chị Dân cũng phân vân, chị Dân không muốn gọi. Dù thấy ảnh có thể là sẽ chưa có chuẩn bị tâm lý và chưa có thoải mái lắm, hơi ngần ngại. Tại vì nếu là Du đột ngột nhận một cái lời thử thách như vậy thì chắc là bản thân Du cũng sẽ hơi bối rối và bản thân Du cũng sẽ suy nghĩ thôi. Miu muốn chị Dân gọi cho nên là chị Dân phải cho nên là chị Dân phải ok, mình cũng theo Du rồi gọi luôn. Thí dụ như mà người ta tin là anh thắng, còn người ta không tin là anh thua. Thôi vậy thôi, thua cho rồi. Không được, anh phải ráng thắng chứ. Trò chơi này không có ham thắng luôn á. Số mệnh của anh sẽ nằm trong tay của ST. Coi hên hay xui. Ờ ha, em nói nghe. Ủa, ST thân với anh mà đúng không? ST giờ không biết ngủ vậy chưa. Đang đâu bạn? Vĩnh Phúc hả? Đi đâu xa vậy? Đi làm hả? Tưởng rảnh rủ là Đà Lạt chơi. Tôi đang trên Đà Lạt nè, tôi đang đi với Miu trên này nè. Miu? Miu ở đây. Tôi đang hẹn hò bả mà. Hả? Thì rủ bạn lên đây chơi với tôi. Đang đi làm mà đi đâu chơi được. Chừng nào mới về? Mai về nhưng mà ngày 4 tôi lại diễn show rồi. Thì mai bay về thẳng Đà Lạt đi, rồi ngày kia tôi với bạn về luôn. Ngày 4 tôi với bạn về. Để coi nè. Nhưng mà nó tin tôi đang quen với Du à? Dạ vâng. Thôi thôi nha. Đang gọi tôi hả? Tôi thua rồi ông nội. Tôi thua rồi ông nội. Cái gì? Để đi lát giải thích cho nghe. Chị Giang có nhắn tin cho ST nói là đang tham gia show cho nên là gọi để chọc vậy thôi chứ không phải là thật. Là thua rồi, người ta đâu có tin. Người ta nói bạn nói xàm. Thôi gọi đi, máy nè.
gọi ai vậy ta? Em biết là ai thân với em ở trong giới á. Em sẽ gọi cho bạn Trần Anh Huy. Alo. Alo, Huy hả? Nghe. Đang làm gì đó? Đây, đang chưa, cái gì vậy? Ăn chưa hả? Tôi đang trên Đà Lạt nè. Rồi thì sao? Nghe nói đi chơi bữa giờ phải không? Lên chơi không? Lên chơi hả? Ừ, mời bạn lên Đà Lạt chơi. Mới đi Đà Lạt có bữa chụp chụp mà bây giờ đi gì nữa. Huy ơi, Du có cái này đang tính nói nè. Trời ơi, làm gì vậy? Tôi có người yêu rồi. Nhưng tôi đã chót yêu em rồi. Dù người ta nói như thế nào, tôi chẳng hề suy nghĩ. Tự nhiên gọi điện thoại nói có người yêu rồi là sao? À, tại vì người yêu tôi nói là không có thích chơi với lại Huy á. Nên kiểu gọi để thông báo, để biết là tôi có... tôi đang quen người khác rồi nha. Ủa mà quen ai vậy trời? Đang quen chị Dân. Đang đi Đà Lạt với chị Dân nè, đang nói chuyện nghiêm túc á. Ủa tự nhiên đi Đà Lạt với chị Dân đủ tôi lên chị. Tin không? Đang quen chị Dân nè. Tự nhiên bữa giờ bà thấy bà không có nhắn tin với tôi thì nghi rồi. Bớt nói chuyện riêng tư. Tôi hỏi là có tin không? Tự nhiên cái bà hỏi tôi bà tin không? Tin tiếng anh? Tôi là trời ơi, hai má quen nhau chắc bạch nhào á. Ủa gì vậy? Tàm á, hai má tàm á không nhớ. Vậy hả? Không, tôi thấy anh lãng mạn dễ thương lắm. Giờ có bộ thì lên thôi. Vậy đi ha, ở Sài Gòn vui vẻ đi, mốt tôi về tôi gọi. Trời ơi, phá tan buổi trưa của tôi rồi đó. Rồi, bye bye, hiểu nha. Bye nha. Em yêu gì hết. Rồi bye bye. Rồi bye bye. Lúc đó thì Du thấy vui và hai đứa mình đã có một cái buổi thử thách chọc hai người bạn của mình là ST và Trần Anh Huy. Cũng có người bị dụ và có người không bị dụ, nhưng mà nói chung là cái thử thách đó khá vui và rốt cuộc là Du cũng thắng và Du không có phải đi chợ nấu ăn. Anh thắng anh cũng không dám để em nấu nữa. Thôi, để anh nấu cho. Anh để em nấu cho anh ăn đi. Hả? Em có mong ước là trong cuộc đời của em là có thể nấu ăn cho người khác ăn. Thôi để anh nấu cho. Em nấu không được đâu. Anh nấu được không? Anh biết nấu không? Dạ. Phải nói tới vấn đề thì anh phải. Tất nhiên là vên mặt đó. Ủa vậy nấu ăn thì anh phải đi mua, đi chợ chứ đúng không? Đúng rồi, anh phải đi chợ. Thì Du cũng khá bất ngờ. Tại vì hồi trước thì Du chỉ biết là anh Dân cũng rất là thích nấu ăn. Nhưng mà Du không biết là chưa bao giờ ảnh đi chợ hết. Anh đi chợ của anh? Em mệt lắm, em sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Vậy luôn. Ok rồi, để anh cho. Dù gì vô chợ em cũng đâu biết mua gì đâu. Rồi bây giờ thì Dân sẽ đi vào chợ để lựa những cái nguyên liệu và nấu những món ăn hôm nay cho bà Du bà ăn. Nhưng mà không biết là bà thích ăn cái gì. Nhưng mà thường ngày thì Dân nấu thì cũng nhờ người nhà đi mua, chứ không phải là đích thân Di Dân đi chợ. Vậy hôm nay là lần đầu tiên Di Dân đi chợ để mua những cái mặt bày ra mấy cái món này về nấu cho bà ăn. Thì bây giờ mời mọi người theo chân Di Dân để cùng vào chợ Đà Lạt lựa nguyên liệu để chúng ta chuẩn bị cho buổi chiều ngày hôm nay nha. Cho con một cà rốt, khoai tây. Rồi có củ dền không? À, cho con củ dền, hai củ dền luôn. Rồi lấy cho con cái này. Rồi lấy con cái này luôn. Rồi con có củ cải trắng không? Có củ cải trắng luôn. Hành, cho con hành luôn. Hành, ngò với chanh, tỏi luôn. 80. Rồi luôn. Tính con 80 nữa rồi. Cái cá này rác nè. Cái nấu món kia là thấy ngon quá cho nên con ngon. Có nhiều quá không? Thấy cho con một bé thôi. Bữa nay mua hết cái chợ này luôn. Lấy cho con hơn nửa này đi. Cái này 1 ký nhiêu chị? Chỉ 180. Chỉ 180 hả? 800 được không? Dạ rồi, cảm ơn con. Khá khá rồi mọi người ha. Nhiều chắc đủ nấu rồi đó. Rồi, rồi cảm ơn cô nhiều nha. Rồi. Dạ, hẹn gặp lại cô.
chúng ta sẽ đi mua thêm nước dừa để nấu món cá kèo hấp nước dừa. Đây, nước dừa ở đây rồi. Cô chặt tay giùm con luôn. Ồ. Nguyên liệu đã chuẩn bị xong hết, đã mua được hết rồi. Bây giờ chỉ còn về và chế biến nữa thôi. Mọi thứ còn tùy thuộc vào đôi bàn tay này và chiếc lưỡi này. Mời mọi người theo chân Chi Dân về nhà nha. Tăng tiền. Có về mấy cô ơi. Ừ, chào dạ. Không phải ai tôi cũng nấu cho ăn đâu. Cho em phụ đi, cần phụ gì không? Ước mơ của em là sẽ được lấy được một người chồng nấu ăn ngon. Nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời ngay là khi có em. Và em ơi, điều anh biết